Dạ vâng, cơ sở An Thịnh này xin chào toàn thể các bác là thợ đam mê bắt ong rừng trên toàn quốc. Thì trong cái video ngày hôm nay thì cơ sở nhà em lại tiếp tục lên cho các bác thợ bắt ong về một cái mẫu quần áo bắt ong hàng may thủ công của Việt Nam chứ không phải hàng nhập các bác nhé. Thì đây là người mẫu nhà em đang mặc cái bộ đồ này vào, và sau khi mặc xong cái bộ đồ này thì cơ sở em sẽ giới thiệu chi tiết. Còn trước khi giới thiệu chi tiết thì em giới thiệu qua về cái hình thức giao dịch cũng như là về cái shop của nhà em. Thì cơ sở em bán hàng thì ở tại Bắc Giang. Với khách hàng quen thì các bác đã biết rồi, còn nếu mà với các bác mới chưa vào kênh bao giờ thì các bác nghe phần em giới thiệu là cơ sở em ở Bắc Giang. Và trong cái ở Bắc Giang thì cơ sở em sẽ gửi hàng toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển hàng qua ngành bưu điện. Các bác ở đâu em gửi được, trừ một số tỉnh ở trong Nam bây giờ đang giãn cách thì em không gửi được. Nếu mà chỗ nào không gửi được thì em báo luôn nhá. Trong cái giao dịch thì em báo luôn là hàng đang tạm không gửi. Thế còn các bác ở khu vực miền Trung hoặc khu vực Tây Nguyên, khu vực miền Bắc thì cơ sở em vẫn hiện tại thì vẫn gửi hàng bình thường. Nên các bác cứ đặt hàng thoải mái. Thì cách thức đặt hàng thì như sau ạ. Các bác có nhu cầu các bác alo trực tiếp cho cơ sở nhà em theo hai số điện thoại ở bên phía góc trái của màn hình. Em để hai số điện thoại đấy. Và với hai số điện thoại đấy thì có cả Zalo các bác nhé. Các bác không gọi điện trực tiếp thì các bác kết bạn Zalo và nhắn tin hỏi về cái bộ sản phẩm nào. Thì với cái bộ sản phẩm này được gọi là bộ quần áo bắt ong thủ công hàng may Việt Nam. Để cho rõ, bởi vì là có cả hàng may nhập khẩu, nhưng mà hàng may nhập khẩu hiện tại thì không về nhiều, cho nên là cái bộ này năm nay các bác dùng rất là nhiều và chất lượng rất là cao và giá rất là bình dân. Ở phần cuối video thì cơ sở em báo giá nhé, và giá thì đợt này cơ sở nhà em đang hạ giá. Đấy, các bác thực sự quan tâm đến cái bộ bắt ong này thì xem hết cái video này và nhận bảng báo giá ở cái phần cuối cái video này. Đấy, vừa rồi em giới thiệu cách giao dịch mua bán rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu về cái chi tiết về cái sản phẩm này để các bác nào quan tâm thì xem kỹ và lựa chọn cho mình một cái bộ sản phẩm ưng ý trong cái video này nhé. Thì đây là một cái thiết kế cũng giống như tất cả những cái bộ quần áo bắt ong mẫu thủ công khác, chỉ có điều là cái bộ này được may trong Việt Nam mà thôi. Về chất liệu thì các bác thấy là đây được may bằng vải bạt, gọi là may bằng vải bạt. Phần phía bên ngoài là một lớp vải này, phần phía bên trong là lớp bạt. Các bác nhìn thấy cái độ dày của nó rất là dày luôn. Ong lọc ong sẽ không nào có thể đốt xuyên được qua đây. Cái bộ này được đánh giá là cực kỳ an toàn, nên là các bác cứ hỏi là có bắt được ong đất không. Thì các bác biết là ong đất là một cái loài ong gọi là ong bắp cày đấy. Thì ngoài nó rất là dài, chất lọc độc của nó rất là độc, nhưng mà với cái chất liệu này thì các bác an toàn, không lo. Đấy là cái chất liệu vải. Còn là về cái thiết kế thì với cái bộ này thì được thiết kế là như này. Các bác thấy là với cái phiên bản này đã được cải tiến hơn, đó là một lửa bên trên bằng cái tấm nhựa kiểu giống như là nhựa meca, các bác nhìn trong suốt. Ở phía này là một cái lớp lưới bằng inox hai lớp giúp làm. Với cái thiết kế này thì các bác thấy là cái nọc ong nó đậu ở đây, nó đốt sẽ không thể xuyên qua được hai cái lớp lưới inox này, bởi vì nó có một khoảng cách ở giữa này, được thiết kế một cái ống tio rất là to ở giữa này, các bác nhìn rõ này đấy. Và ở phía bên tai làm hai cái ô thoáng để giúp các bác có thể thoáng mát hơn. Ở phần đằng sau này là một cái ô thoáng nữa, và tất cả được may liền với phần gang tay. Đây phần gang tay này, hai gang tay. Thì ở trong bất kỳ cái video nào đấy thì em luôn giới thiệu là để đảm bảo quá trình mà các bác an toàn nhất thì các bác đeo thêm một đôi găng tay nữa vào cho em. Găng tay bằng cao su ấy thì nó sẽ đảm bảo 100%. Và đây là phần may liền với ủng. Các bác có thể thấy này. Đấy, vừa rồi em vừa mới giới thiệu về cái chất liệu cũng như là cái thiết kế về cái bộ quần áo bắt ong thủ công hàng may Việt Nam. Và em xin giới thiệu là thông báo là với cái bộ này ấy, thì cơ sở nhà em có các cái size kích thước cho các bác cao từ 1m50 đến 1m85. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo thoải mái. Đều đợt này hàng về đều cho nên là không bị tắc hàng. Hàng rất là nhiều các bác. Nên là yên tâm. Thì em xin nhắc lại nha, các bác mà ở miền Bắc em vẫn gửi hàng bình thường, miền Trung vẫn gửi hàng bình thường và miền Nam cũng gửi hàng. Thì các bác yên tâm luôn, không lo quá trình gọi là mình sẽ khó khăn trong quá trình nhận hàng. Quay xa một chút về tổng thể cho bác xem về chất liệu. Thì vừa rồi cơ sở nhà em vừa giới thiệu về một cái mẫu quần áo bắt ong cho phiên bản hàng may thủ công. Và các bác biết là phía đằng sau đây là rất nhiều các cái mẫu quần áo bắt ong khác. Nếu các bác có nhu cầu thì có thể kết bạn Zalo để tham khảo nhiều mẫu hơn, hoặc các bác đã ưng ý cái bộ này thì có thể chốt luôn để bên nhà em lên đơn gửi hàng sớm nhất. Ok, rất là ngon. Đây phần kéo khóa này. Ở giữa này phần kéo khóa các bác nhé. Vừa rồi em giới thiệu nhưng em chưa giới thiệu phần kéo khóa này. Thì xong cái kéo khóa được bác dán vào như này là xong. Ok. Rồi cơ sở em xin kết thúc cái video ở đây nhé. Xin chúc tất cả các bác mua bán thành công. Xin chào các bác.